Vâng, trước mắt quý khách hàng, đây là bộ tần thủy hoàng. Chất liệu là bằng gỗ hương đá mà bên cơ sở vừa mới dựng xong khâu mộc và vẫn chưa có chủ nhân nào sở hữu. Mà bên cơ sở cũng quay đến video cho mọi người được tham khảo và cũng như là quý khách hàng nào cần đặt mua có thể liên hệ với chúng tôi. Đây. Cột là cột 14, cột liền yếm luôn. Có yếm liền này. Chân 14, cột 14. Đấy. Hàng 6 món cực kỳ VIP. Yếm dày 4 phân. Cột 14. Khuôn tranh 4 phân ván 2 phân. Đây. Hàng rất chi là VIP nhá và vẫn chưa có chủ nhân nào sở hữu. Đấy. Để bên cơ sở sẽ đi vào chi tiết bộ tần thủy hoàng này cho quý vị xem và biết là thông số. Đầu tiên sẽ là chiếc đoản. Đoản của nó là dài 2m80, vâng, rất chi là dài. Và cao của nó là 1m40. Rất chi là cao nhá, cao to. Và sâu là 73. Vâng. Đấy. Cột liền. Và trống cũng là trống liền này, trống liền luôn. Đấy, trống liền. Và trống cũng là 14 phân. Đấy, trống trống 14 phân và dày 7 phân. Cực kỳ dày nhá, trống dày 7 phân cực kỳ dày. Đấy. Đục phúc lục thọ. Hàng rất VIP. Và đến ghế, ghế đơn. Ghế đơn thì có kích thước là rộng 1m2, sâu là 72 và cao là 1m40. Đây. Ghế đơn đây. Đấy. Ghế đơn thì đục phú quý. Đấy. Và đến chiếc bàn, bàn thì đục thuận buồm xuôi gió. Vâng, thuận buồm xuôi gió. Đây. Bàn của nó có kích thước là dài 1m65, rộng 86 và cao 60. Vâng. Và đến chiếc ghế, chiếc đôn này. Đôn kẹp và đôn con. Đôn kẹp thì có kích thước là 85 x 50, cao là 60 và đôn con thì vẫn là 50 50 50. Đấy. Đây là chi tiết về bộ sản phẩm này. Và bên cơ sở cũng xin công khai cái giá của nó. Vâng. Giá hoàn thiện sơn PU đẹp đẽ. Lộc bộ tần thủy hoàng cột 14, chân 14, hàng khuôn tranh 4 phân ván 2 phân. Hàng cột liền có giá là 65 triệu đồng. Vâng, chỉ 65 triệu đồng. Và bên cơ sở sẽ miễn phí vận chuyển khu vực miền Bắc. Và khu vực miền Bắc. Miền Trung, miền Nam thì sẽ mất thêm một ít phí giao hàng tận nhà nhé. Và bảo hành 55. Vâng, bảo hành 55, 55 mới mọt. Vâng, và sẽ tặng kèm thêm một kính bàn và kính đôn con và một khay trà gỗ hương và trị giá lên tới 2 triệu đồng ạ. Vâng. Và quý vị là cần đặt mua hoặc tư vấn thì có thể liên hệ với Zalo hoặc số điện thoại bên cơ sở. Vâng. Số điện thoại 0354318894 và quý vị có thể liên hệ trực tiếp với số đấy ạ. Và địa chỉ của cơ sở là ở Châu Phong, Liên Hà, Đông Anh, Hà Nội, đồ gỗ Bích Quyền. Và video của bên chúng tôi đến đây là kết thúc và xin chào tất cả quý vị khách hàng.